ICO lên rất nhiều. Nó chỉ hơn một Eli thôi, nhưng mà phải nói là tank của nó rất ngon hơn rất là nhiều. Có một cái điểm đó là nó khi mà nó chết thì nó tặng 4 Eli cho đối phương, nhưng các bạn phải hiểu là cái 4 Eli đấy nó cần là nó đã bù lại cho cái lượng mà quân thủ của đối phương đã mất rồi. Các bạn, nếu các bạn có xem để ý những cái trận đấu mà đánh với lại Golem thì gần như nếu mà chúng ta mà thả quân mà nó bị thu hút bởi con Ace Golem thì gần như chúng ta bị tất cả các quân support, các quân thủ đều chết hết. Như vậy là lượng 4 Eli nó chẳng thấm vào đâu rồi. Nên là cái việc đặt quân rất là chuẩn. Nếu mà chúng ta thả quân mà chúng ta bị thu hút bởi con Ace Golem là thua. Ok, và 30 giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu Zack và Barrel. Tỷ lệ thắng là 60% đứng thứ 5. Wallbreaker, which cycle is Benzer Ridel's style. That is how he likes to play. He loves these fast cycle decks. So, liệu rằng là Benzer ngày hôm nay sẽ chơi Mota không? Mình nghĩ là không. Hiện tại thì anh ta chơi rất là tốt ở cái deck là Balloon Miner, không phải Balloon nhập, Bomb Tower Miner, Bomb Tower Miner, Ewit này, Banki này, Magic Archer. Đây một cái deck rất là hot và mình đã up video của anh này rồi. Tỷ lệ thắng mùa này anh ta rất là thấp, 44,4%. Thực sự là nó so với mùa 1 thì Benzer không được như ý muốn, tỷ lệ thắng không được cao. Ok, let's go. Mình thấy là có một mùa này Benzer có một điều thay đổi, đó là mặt bay mịn hơn. Game 1 set 1v1, let's go. Zack vs Benzer. Good luck both player. Lock bait, lock bait. Oh, Benzer hình như là chơi đến Mota rồi. Mota, let's go, pha gaming. Mota, Royal Hawk. Maybe Balloon. Yeah, maybe Balloon. Maybe, no, Mota, Royal Hawk. Là oh, lock bait Vanki, nice. Alice rồi biết damage. Chỉ có một vài dam ấy từ Red Hot rồi. Đây là một cái deck rất là khó chịu và Benzer anh ta như là có thẻ quick. Thẻ quick tiếp cuối, gần cuối, và một có thẻ nữa là mình không nhận thẻ gì đấy, quên mất. Nhưng mà chắc là có quick, poison mà quick, chuẩn luôn. Hello Danny. And the last cup, Benzer Ridel, Scott Wick. Zack hình như là Fireball, nếu mình nghĩ không nhầm. Nếu mà trong cái bài này mà Zack có Fireball sẽ là khỏe. Còn nếu mà Zack mà chơi Rocket thì hơi khó. Zack mà chơi, mình rất mong là Zack sẽ chơi Fireball. Bởi vì là Fireball có thể một lock và một Fireball thì có thể giết được Wick. Không có hit nào đến từ mùa này Wick bắn rất thấm. You think SK Gaming win the final? I don't know. I usually want Liquid and Immortal Royals, Immortal team win final today. Tonight. Cái này hình như là Fireball, là Rocket rồi, Rocket. The last cap, Zack, Fire, Rocket. No way! On the left! Come on! Nguy hiểm quá Zack ơi! Một pha thả bị lỗi. Bây giờ tôi này thủ vào Rocket Cycle sẽ là hợp lý hơn. Bởi vì bên kia họ có Poison. Goblin Barrel nhắm đằng sau. Đúng rồi. Có Vanky. Không được. Họ đã thả một con Wick rồi.
Thả Tesla đi, Tesla. Đây là một thời điểm để tôi dùng thả Tesla. Nguy hiểm quá khi mà con Quick nó đã bắt đam. Lock và... Lock. Tại sao không lock bên kia nhỉ? Tesla đâu? Tesla, Tesla. Nhưng mà Mota một hit sẽ có Mota thua xong rồi. Một hit Mota, một hit Poison là xong rồi. Night Princess. Wow. Hay quá, Night Princess. Thôi, ra sánh cái hay quá nhỉ. Mình phải nghĩ là cái tên vừa rồi nếu mà chỉ cần Poison Cycle sẽ là xong rồi. Poison với là một Snowball là xong ở đâu đấy nhỉ, đúng không? 260 mấy máu. Giật đánh hay quá, một thả một con preset cực kỳ là chuẩn xác luôn. Một ta bị thu hút bởi Banki. Chúng rất là may trong cái game vừa rồi khi mà họ lại không phải chơi Snowball chứ không phải là chơi Lock. Nếu mà chơi Lock thì gần như rắc cua 100% luôn. Thẻ cuối cùng của rắc chính là Rocket thôi. Đây các bạn xem lại cái thân này. Khi mà Royal Hawk này đẩy lên này, Mota đã bắn 2 hit rồi, cần 1 hit nữa này. 200, mình xem nào, 285 máu thì như là không đủ. Đáng tiếc cho Banner. Và đây là một game cuối cùng. Liệu rằng, không phải là game cuối cùng mà đây là game thứ 2. Liệu rằng là Zack đã có thể thắng được Banner không? Chúng ta còn nhớ cái ngày mùa đầu tiên trận mở màn của CRL thì Zack đã thua với tỷ số là 2-0 Banner. Thắng. Đây là một trận đấu cực kỳ là cảm xúc bởi vì Zack chơi Hawk Cycle, còn đối với lại Benzer thì anh ta mang đến một cái deck đó là Hawk Earthquake. Đây là một cái deck mà những mùa vừa qua rất là hot nhưng mà sau đấy là Earthquake với lại đấy là bị giảm xuống. Bị nét thì gần như là xong hết rồi. Và đấy, đấy bây giờ hiện tại nó không còn sử dụng được nữa. Vì hiện tại bây giờ bước bánh cờ bên đây nó xuất hiện nhiều quá. Bavarian nó bị nép, Bavarian nó bị nép thì vậy là mọi thứ nó bị không còn sử dụng được cái đích kính nữa. Mota mùa này nó cũng không, Mota bet thì mùa này nó cũng không nó không được không ổn cho lắm. Okay, let's go. Game number two. It was looking bad. The week before playoffs, it was looking terrible for Chaos Theory. He managed to, I think it was an all kill, right? He all killed sweep the other team, keeping them in it. I mean, that is Benzer Ridel's just his ethos. Yeah, he won. Good luck, both player. Went to King of the Hill and. Miner, bên kia là Bet, thì mình thấy Mota rồi. Ú, Mota Bet, đây là Mota Bet rồi. Zack chơi IC, uầy, đây không phải là Mota Bet mà đây là... Này, một, này, này, my PC. Uầy, nhưng mà... À, được rồi. Rất là tốt, tuy nhiên thì... Zack đang sử dụng rất nhiều Eli trong cái tên vừa rồi. Miner, Fire Breed và Icy Breed. Trong tên game này phải nói là rất là hay bởi vì là Zack đã chọn một con Fire Breed cho Workbreaker. Tuy nhiên thì rất cẩn thận bởi vì là đàn bét nó sẽ đánh lạc hướng Fire Breed. À gì đây, Vanky. Ồ, đây là một cái deck rất là dị. Còn Musketeer nó sẽ bắn vào Vanky nữa. Thực sự là nó bấu biếu không vào Vanky. Anh xin đâu? Ơ, tại sao lại thả con... À, bên kia mà có con giáp nữa. Nhưng mà vẫn có một tip đến từ Musketeer bởi vì là một cái Snowball nó đến.
Và bây giờ Zac nó rất khó để sử dụng. Nhà cuối cùng của Zac là gì đây? Mình nghĩ là balloon à? Mình nghĩ là balloon. Bởi vì nếu mà Zac mà chơi poison thì thực sự là game này nó rất là khó đánh cho Zac. Balloon chuẩn luôn. Bên kia là Bumpy. Sẽ có một hit đến từ Mota không? Không có rồi. Musketi nằm xuống. Một snow sẽ có một giáp cho đàn bet Zappy. Rồi đúng rồi. Two hit minor đâu đẩy đi. Bumpy đẩy trước đúng rồi. Đúng là phải nói là Zac cao rất là cao tay. Bởi vì nếu mà Zac mà chơi poison thì thôi thua trận này rất. Tornado nice. Nice. Bây giờ quốc Bender cần phải đẩy quốc Breaker hơn là anh ta phải vậy. Sẽ có một hit balloon, một hit balloon. Xoay vô ta nhưng tuy nhiên thì trong game này thì thua rồi. Vẫn có đam. Và bây giờ Bender anh ta không thể thôi xoay ra một cái combo ta nữa rồi. Một ta đâu? Đổi trụ thôi, chắc là phải đổi trụ. Nice. Quá hay cho Zac, quá hay, tuyệt vời, chọn bách tuyệt vời. Incredible. Tuyệt vời. Đây mới gọi là Zac ạ. Zac còn đánh rất nhiều. Zac đã trở nên gọi là lợi hại hơn nhiều. Zac đã đánh rất nhiều đấy rồi. Giờ đã chọn bách cao tay hơn rất nhiều. Đúng là tôi vừa rồi khi mà Banner anh ta chuyển sang đánh Musketi thì đúng là phải nói là Zac có rất là cao tay. Ok, congratulations Zac và congratulations Park Gaming.